Tình yêu quê hương đất nước, các tác phẩm những cái việc giáo dục động viên các em thi đua, cố gắng trở thành con ngoan, trò giỏi, rồi xin tốt, cháu theo các cô. Cuộc thi dành cho thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi. Anh Đoàn Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra mắt của chương trình Vì Em Tiếng Nói năm 2020. Khi sinh hoạt thứ nhất trong chương trình, các em thiếu nhi đã chia sẻ về mối quan hệ của mình với bố mẹ, tình cảm của mình.